là Bồ Tát Bộ Nguyện, dặn dò của đồ nhân thiên phẩm thứ 13 Đức Phật Giáo Phó. Lúc đó từ trên đỉnh môn Đức Phật tiếp cảnh ta sắc vàng xóa đậm ngài Địa Tạng Bồ Tát bảo rằng: Địa Tạng, thực lực của ông thể nghĩ bằng, đức từ bi của ông thể nghĩ bằng, trí huệ của ông thể nghĩ bằng, hiện tại của ông thể nghĩ bằng. Dù cho Đức Phật mười phương nói những sự nghĩ bằng của ông trong một kiếp cũng thể được. Này Địa Tạng, hôm nay tớ ứng trời đã đời nếu có bất cả thuyết tất cả Đức Phật đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát trời rồng của thần tạm bồ chúng đây một lần nữa đem tất cả chúng sanh những kẻ tiết ra khỏi nhà lửa trong ba cõi mà giáo họ cho ông. Ông chịu để chúng sanh đỏ bị đòi vào ác đạo chịu khổ một ngày một đêm, huống nữa là đòi vào địa ngục ngũ giảng một ác tỳ trong đám người kiếp không lúc nào muốn ra khỏi ư. Nè Địa Tạng, tâm tịnh chúng sanh quả nhiên của đề không định phần tâm đều quán ra thành ác, họ có người phạm tâm lành nhưng không bao lâu liền tội thích, còn ý duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng, cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra các người ít quả đồ chúng đó làm chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ấn cần đến trời người giáo hỏi cho ông, trong đời sau như có trời người thiền nam thiền nữ nào đã gieo trồng của Phật làm trong Phật học trong thời ông dùng đạo lực của ông để của vật chúng sanh đó ông nên hiện ra kẻ được kẻ đó, ông nên dùng đạo lực ông của vật chúng sanh đó làm cho người đó tu tập đạo hành vô thường chữa để họ thổ thức. Lại được này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có trời người nào về tham nghiệp thì đòi vào ác đạo, khi đòi vào ác đạo vừa bước đến cửa ngục, chúng sanh đó niệm lớn danh hiệu Đức Phật Bồ Tát hoặc một câu có địa thừa, ông nên dùng thần lực của ông của vật chúng sanh đó ông nên hiện ra kẻ đó phạm tác địa ngục làm chúng sanh đó được sinh đến quả trời và xuống thẳng phẳng với diệu. Bây giờ thì tôi liền nói kể rằng đời này đời sau chủ nhân thiên nay ta từng dặn bảo ông dùng đại thần thống quyền đồ họ đừng cho ác đạo đầu vào trong Bồ Tát uống chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau nếu có chúng sanh nào trong Phật pháp có một niềm cung kính, có cũng dùng trăm nghìn phương tiện của vật chúng sanh đó làm cho được giải thoát trong đường sinh tử của người là ngay cả việc lành nào luôn luôn tu hành từ nhớ đạo vô thường chánh giác quyển còn thuận tiện, cứ không tạm bạch hỏi. Khi ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời như thế, sống trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hương Tạng Bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đã lời này, ngài Đức Như Lai người khác ngài quá thần thì lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau nếu có trời rồng nào người thiền nam thiền nữ nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, nghe kinh điển này đặt lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó được bao nhiêu điều phục lời của xin Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh hiện tại Việt Nam mà nói được vậy cho 28 điều lời. Đức Phật bảo ngài Hương Tạng Bồ Tát rằng: lòng nghe ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau nếu có người thiền nam thiền nữ nào thể hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, nghe kinh điển này, đọc tụng kinh điển này, dùng hương hoa ăn uống y phục vật báu, bố thí cũng dường tiếp ngưỡng đại lễ được khen, thời kẻ đó được 28 điều lợi như sau đây: một, các hàng trời rồng thường hòa điểm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, tiền nhỏ như có thường cổ thánh; bốn, mãi không tổ tất tâm mô đề; năm, đồ ăn mặc món ăn dù già đủ; sáu, không có những bệnh tật đến thân; bảy, những tái hòa về lửa bệnh không có tái hòa về lửa bệnh nữa; tám, không có tái hại vì trộm cướp; chín, người khác thấy đến xin lòng cung kính; mười, quỷ thần theo hồi về; 11, đời sau linh gã chuyển thành ta; 12, làm con gái vương giả đạo thần; 13, tương tự xinh đẹp; 14, phần lớn được sinh quả trời; 15, họ làm các bậc vua chúa; 16, có thể sáng rõ việc đời trước; 17, có cầu mong nhưng cũng được tùy ý; 18, quyền thuộc ăn vui; 19, cả tai và bất ngờ đều giúp sập; 20, các việc ác đạo được trường hợp; 21, đi định đâu cũng bị trở ngại; 22, đến làm chiến quan vui vẻ; 23, những người thân tộc đã chết nếu có tội liền được thoát khỏi khổ; 24, nếu đời được có phước sinh vào quả vô sướng; 25, các bậc thành ngày canh; 26, cắm tỉnh năm lời thông minh; 27, giàu lòng tự mừng; 28, đột rào thành Phật. Và điều lời làm nhớ Hương Tạng Bồ Tát, trong đời sau nhiều có trời rồng quỷ thần nào mà nghe đến hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát đảnh lễ hiện tình Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe bộ nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khen chiếm lễ, thời cả thời được bảy điều lợi: một, mau chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư Phật được ủng hộ; bốn, không tổ tất bồ đề; năm, bộ lực tăng trưởng; sáu, việc được đề được rõ; bảy, đột rào thành Phật. Đại hội tám tháng bây giờ mất cả tuyệt, tất cả Đức Phật Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới mười phương để nhìn pháp hồi đó, ngài Đức Thích Ca Mâu Ni người khen tuyên bày những sự lợi ích lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen lệ chứa từng việc chứa từng có. Lúc đó trời đáo lời rửa với lượng hương hoa hương y chuỗi ngọc cũng dường đến Ca Mâu Ni và ngài Địa Tạng Bồ Tát, tất cả đại chúng trong pháp hồi đều là chiếm lệ chấp tay mà lui ra, kinh Địa Tạng Bồ Tát bụng miệng quyền hòa hết. Bộ thể Địa Tạng sau những trong kinh tàn tật cứng ngọng gió tiền sanh đời này tùng đại thừa phước lời vô cùng quyển sanh bảo vạn sanh. Nam mô thường đồ thập phương tăng, nam mô thường đồ thập phương tăng, nam mô thường đồ thập phương tăng, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bộ nguyện trọn bộ hết. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, chúng con xin cung kính đem công đức này
xin hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện tất cả chúng sanh được tu tập và sớm ngày thành Phật đạo. Nguyện Phật pháp mãi trường tồn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Chúng con xin cung kính đa tạ thập phương thường trụ Tam Bảo, đa tạ tất cả các vị chư Phật Bồ Tát, đa tạ tất cả các vị hiền thánh, đa tạ các vị Thiên Lao Địa Thần. Chúng con xin cung kính đảnh lễ thập phương thường trụ Tam Bảo. Chúng con xin đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quảng Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Hộ Pháp Tiêu Tôn Bồ Tát, Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam mô tất cả các vị hiền thánh tăng chúng. Chúng con xin cung kính đảnh lễ đa tạ. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni Sô ha.